Chào toàn thể khách hàng Big Ben Solar nhé. Thì hôm nay bên em tiếp tục set up thêm một số combo hybrid gửi đến cho khách hàng đã đặt bên em một máy. Đây là một combo sử dụng inverter hybrid Dyer là phiên bản cao cấp, bảo hành 5 năm, kết hợp với tủ điện ATEX để đấu nối sẵn. Bên em đang trong quá trình set up và cài đặt cho khách hàng. Thì đây sử dụng với hai pack pin lưu trữ Gigabox 5E có chính sách bảo hành 3 năm được bên em đang phân phối. Đó. Thì cái combo này khách hàng sẽ sử dụng chung với 12 tấm pin First Solar thương hiệu Mỹ bên em phân phối nhé. Đó, bên em đang tiến hành setup và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Thì trong này bên em cũng đang vừa setup xong một cái hệ thống inverter hybrid loop power LP10K. Cái hệ thống này là 12 kW nhé, sử dụng một con inverter LP10K bảo hành 5 năm. Đấy, là phiên bản cao cấp của loop power. Và dưới đây có kết hợp với bốn quạt tản nhiệt phụ trợ là mát cái phần đế tản nhiệt nhôm. Tủ điện bên em kết hợp với ATEX loại lớn Vitro, sử dụng trong các hệ thống tủ điện công nghiệp với dòng định mức khá là chuẩn nhé, rất là bền với cái dòng ATEX của Vitro xuất xứ từ Hàn Quốc này. Tủ điện bên em đã đấu nối sẵn ở đây các cầu Domino để khi lắp đặt khách hàng sẽ thuận tiện hơn trong quá trình lắp đặt. Ví dụ kết nối lưới vào đây, phần tải kết nối vào đây là xong cái phần AC và kết nối thêm cái nguồn PV vào. Tủ điện này, hệ thống này thì sẽ kết hợp với 4 pack pin lưu trữ SVE cộng với đấy là 26 tấm pin First Solar 440 lắp đặt tại thị trường Đà Nẵng cho anh khách hàng thi công bên mình. SVE thì trong ngày mai sẽ tiến hành kéo ra khỏi cảng và cập kho bên em sẵn sàng bàn giao cho khách hàng. Đó, hệ thống này sử dụng với 4 pack pin lưu trữ Gigabox 5E SVE phiên bản treo tường. Đó. Bên trong này thì bên em có một chút đang chuẩn bị đưa lên video dòng NADA 50 Ah, một dòng phân khúc phổ thông bảo hành 3 năm là khá là quen thuộc với khách hàng ở thị trường Việt Nam mình rồi. Ok, em sẽ gửi thêm một số video khi hoàn thiện hệ thống nhé.